Từ những vụ án mạng xảy ra trong thời gian gần đây, chúng ta không khỏi lo sợ rằng tại sao ngày càng có nhiều người hiếu chiến và khó kiểm soát bản thân đến thế. Chỉ sau một mâu thuẫn nhỏ, một trận cãi giả là một con người có thể lìa đời. Như mới đây ở tỉnh Gia Lai, chỉ vì một điếu thuốc lá mà dẫn đến án mạng. Hung thủ trong vụ án là sư khoa 26 tuổi đã bị khởi tố và tạm giam hình sự để điều tra về hành vi giết người. Khoảng 20 giờ ngày 30 tháng 5, sau khi uống nhiều rượu với nhóm bạn trong làng, Siêu Hoa đến nhà người quen chơi. Trên đường đi gặp anh Kasor Kiok, 26 tuổi, trú cùng thôn Tung Đào, xã Ia Dơ Đen, huyện Chư Pư. Kiok hỏi xin thuốc lá nhưng Hoa không cho, nên Kiok dùng tay đánh vào ngực của Hoa. Bực tức Hoa đánh trả, khiến Kiok nằm gục xuống đường. Sau đó, Siêu Hoa chạy về nhà, lấy một cây kéo, quay lại hiện trường đâm nhiều nhát, khiến Kiok tử vong, rồi kéo xác nạn nhân đến lề đường gần đó, đẩy xuống mương nước. Vụ án xảy ra vào đêm tối, đối tượng nghi vấn rộng nên việc truy tìm hung thủ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chỉ trong 20 tiếng nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 1 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ kẻ gây án.